Trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, SidraBank nổi lên như một liên doanh tiên phong, chuyên kết nối thế giới tài chính Hồi giáo và tài sản kỹ thuật số. Với cam kết kiên định đối với các nguyên tắc Sharia, SidraBank nỗ lực tạo ra một loại tiền điện tử mang tính đột phá phù hợp với nhu cầu và giá trị của cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, giữa những khát vọng đổi mới của mình, SidraBank phải đối mặt với một loạt thách thức rõ rệt trên hành trình hướng tới khả năng mở rộng và áp dụng toàn cầu. Từ khả năng mở rộng blockchain đến thu hút người dùng mục tiêu. Cách tiếp cận của SidraBank phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về cả sự phức tạp của công nghệ và những cân nhắc về văn hóa xã hội. Khi thế giới chứng kiến sự hội tụ của tài chính và công nghệ, SidraBank luôn đi đầu, sẵn sàng cách mạng hóa bối cảnh tài chính Hồi giáo thông qua những nỗ lực có tầm nhìn xa của mình. 1. Những cân nhắc về khả năng mở rộng cho SidraBank. Lựa chọn chuỗi khối. Việc lựa chọn công nghệ chuỗi khối cơ bản là mấu chốt cho khả năng mở rộng. Trong khi các nền tảng phổ biến như Ethereum phải đối mặt với vấn đề tắc nghẽn và phí giao dịch cao, SidraBank có thể khám phá các chuỗi khối thay thế được tối ưu hóa cho khả năng mở rộng hoặc thậm chí phát triển giải pháp của riêng mình. Giao dịch tuân thủ Sharia, đảm bảo khả năng mở rộng trong khi tuân thủ các nguyên tắc Sharia đòi hỏi những cách tiếp cận sáng tạo. Hợp đồng thông minh, mã thực thi trên blockchain, có thể tự động hóa các giao dịch tài chính tuân thủ Sharia, nâng cao hiệu quả và khả năng mở rộng. 2. Chiến lược để áp dụng rộng rãi. Nhắm mục tiêu vào những người không có ngân hàng, tài chính tuân thủ Sharia có tiềm năng to lớn ở những khu vực có khả năng tiếp cận hạn chế với các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Việc SidraBank tuân thủ các nguyên tắc tài chính Hồi giáo tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ những người dân có điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng thấp ở những khu vực này. Xây dựng niềm tin và tính minh bạch. Tính minh bạch liên quan đến việc tuân thủ Sharia là điều tối quan trọng. SidraBank có thể tạo dựng uy tín bằng cách hợp tác với các học giả Hồi giáo nổi tiếng và các tổ chức tài chính, từ đó củng cố niềm tin trong cộng đồng Hồi giáo. Giao diện và giáo dục thân thiện với người dùng, thu hẹp khoảng cách cho những người không quen thuộc với tiền điện tử đòi hỏi phải có giao diện thân thiện với người dùng và các sáng kiến giáo dục. SidraBank có thể cung cấp các tài nguyên đa ngôn ngữ để thúc đẩy khả năng tiếp cận và hiểu biết về nền tảng cũng như tiền điện tử của nó. 3. Lợi thế tiềm năng cho SidraBank. Thị trường mục tiêu lớn, với dân số Hồi giáo toàn cầu đại diện cho một cơ sở người dùng tiềm năng đáng kể, SidraBank có một thị trường rộng lớn để khai thác tiền điện tử tuân thủ Sharia của mình. Thị trường chưa được khai thác, tiền điện tử tuân thủ Sharia vẫn còn tương đối mới, mang đến cho SidraBank cơ hội khẳng định mình là người đi đầu trong lĩnh vực mới nổi này. 4. Những thách thức và cân nhắc. Bối cảnh pháp lý, việc điều hướng các khung pháp lý đa dạng xung quanh tiền điện tử là rất quan trọng đối với sự tuân thủ của SidraBank trên các khu vực pháp lý khác nhau. Cạnh tranh, các tổ chức tài chính được thành lập và các dự án blockchain khác có thể tranh giành cùng một cơ sở người dùng. SidraBank phải tạo sự khác biệt thông qua các tính năng độc đáo tuân thủ luật Sharia và cách tiếp cận hướng tới cộng đồng. Hành trình của SidraBank hướng tới khả năng mở rộng và áp dụng rộng rãi xoay quanh việc giải quyết các rào cản kỹ thuật và nhắm mục tiêu chiến lược vào các lĩnh vực tài chính tuân thủ luật Sharia và ngân hàng thấp. Bằng cách ưu tiên các giao diện thân thiện với người dùng, thúc đẩy niềm tin thông qua hợp tác với các tổ chức Hồi giáo và điều hướng các quy định phức tạp. SidraBank có tiềm năng nổi lên như một người chơi nổi bật trong bối cảnh phát triển của tài chính Hồi giáo và tiền điện tử. Kênh chỉ tổng hợp tin tức về Sidra Coin cho mọi người có thêm thông tin tham khảo về dự án này, không khuyến khích người xem mua bán hay đầu tư đồng coin này tránh mất tiền oan. Chúc mọi người ngày mới tốt lành.